Chào các bác, lâu lắm rồi thì bên nhà em Busi ô tô. Vâng, người chuyên bán những dòng xe lằng nhằng khù khoằm mới mua được về một chiếc xe, phải nói đúng là lằng nhằng khù khoằm thật. Con này các bác nhìn cái logo của các bác biết là hãng nào không? Vâng, hàng này cực đỉnh luôn. Vâng, độ tem thì là của mẹc Maybach, trên bạc dưới đen. Còn logo của chiếc xe là logo của hãng Cadillac, một hãng xe sang và chuyên dành cho nguyên thủ quốc gia ở bên Mỹ đấy ạ. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp luôn. La răng này, các bác nhìn quả la răng kim cương nhá. Vâng, hàng cực đỉnh, cực hiếm, cực độc luôn tại Việt Nam. Một chiếc xe độ full Cadillac luôn, độ full Cadillac các bác nhá. Con này thì bác nào mua thì vẫn còn nguyên cái bộ vành zin của nó đấy ạ. Bộ vành zin Cadillac vẫn còn nguyên. Còn đây là bộ vành thửa đang dùng. Đấy, thì là những bác nào mà mua chiếc xe này thì các bác sẽ được khuyến mại bộ vành zin của chiếc xe đi kèm. Em đang vứt ở bên kia. Lốp của con xe này phải nói là quá đỉnh luôn. Vâng, một dòng xe thể thao lốp 225/40R19. Đây là vành la răng 19 inch nha các bác nhá. Thường thường những cái vành la răng to như thế này chỉ dành cho những cái dòng xe SUV gầm cao thôi ạ. Thế nhưng mà đây là một chiếc xe sedan hạng cao cấp. Vâng, có thể gọi là phân khúc hạng D được rồi. Một chiếc xe rất là đẹp luôn, thương hiệu đến từ Amgrand. Với 4 quả mắt bi cầu đỉnh cao luôn, siêu sáng, ánh sáng trắng, ánh sáng trắng độ tản sáng rất là cao. Khi các bác đi đêm cực kỳ tuyệt vời luôn. Biển số Hà Nội 29A58510. Một con xe mà nói thật các bác, ngay từ ban đầu em chưa muốn nói tên, mà để cho các bác tìm hiểu tại sao một chiếc xe độ đẹp như thế này mà bây giờ mới về cửa hàng của em Vũ Duy Ô Tô và bây giờ các bác mới được nhìn thấy ạ. Vâng, hàng cực hiếm luôn, độ Maybach các bác nhá. À xin lỗi các bác, độ Cadillac thì chuẩn hơn. Vâng, độ cả Cadillac lẫn Maybach. Một dòng xe hạng sang số tự động, động cơ 2.0 và đâu con này sử dụng động cơ của Mitsubishi, động cơ Mivec 2.0. Dòng xe rất là lành, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, động cơ thì của Nhật rồi, nhập khẩu nguyên con luôn, không phải là sản xuất ở Việt Nam mình đâu ạ. Con này thì được độ quả phanh đĩa Brembo. Vâng, một quả phanh đĩa giá trị trên 4 bánh luôn. Đây này, Brembo này các bác ơi, phanh đĩa hãng luôn nhá, Brembo. Đấy, những bác nào chưa biết các bác có thể tra Google. Lốp của này thì 4 quả lốp Atlas, rất là đẹp, chủ đầu tư luôn. Và lốp của chiếc xe này là sản xuất tháng 4 năm 2021. Vâng, sản xuất tầm đấy và lốp mới thay luôn, nên là mới như là lốp hãng, mới tinh chui từ trong nhà máy chui ra, ta lông còn nguyên. Một chiếc Amran EC820 sản xuất năm 2012. Nói chung là con này là về là chưa có dọn dẹp một cái gì cả. Đây là còn nguyên luôn, chưa dọn dẹp một chút nào đâu các bác nhá. Chưa sơn tỉa này, chưa đánh nội thất này, chưa sơn xi lại này, chưa làm một cái gì cả, còn nguyên vừa về cửa hàng thôi. Dòng này thì nói chung là giá nó lại rẻ, các bác chỉ bỏ ra cái số tiền hơn 200 triệu thì các bác sở hữu ngay được một con xe đẳng cấp. Với cửa gió hai vùng điều hòa phía trước phía sau, hệ thống gương kính chỉnh điện auto hoàn toàn, màn hình Android tích hợp, túi khí lên 12 túi khí, ghế chỉnh điện. Đấy, nói chung là chả chê cái gì, lại còn có cả cửa sổ trời luôn. Vâng, tiền ít mà thịt thơm, đây là chiếc xe như vậy. Vâng, kiếm đâu ra được một con xe đẹp như thế này đâu ạ. Độ Maybach nhá. Đấy, mà trời bắt đầu sáng rồi thì em hỏi thật các bác nhìn này có mê không? Quá là mê luôn đấy ạ. Vâng, kiếm đâu ra được con xe nó như thế này đâu. EC Amgrand 820 cũng là một dòng xe quá đẳng cấp của thương hiệu Amgrand thôi. Thế còn độ Cadillac lên nữa thì qua phải nói là chủ quá ăn chơi. Cái logo này thì nó mở theo thời gian nhé. Thì cái này thì em thấy chủ người ta để nguyên này. Thì nếu mà các bác về, các bác có thể là dán sơn tem vào cho nó đúng như cái logo ở phía đằng sau ấy ạ. Đằng sau logo chuẩn, nó đẹp cực kỳ luôn. Đây em cho các bác xem. Con này chưa dọn dẹp nên là thôi cứ kệ thôi, có sao để vậy, chả tội gì. Đây là các bác nhìn này. Đấy, logo nó như thế này, đẹp như thế này mà. Vâng, cực nổi luôn đấy ạ. Thế nên là cái xe này thì nếu mà về em sẽ dọn. Vâng, nhưng mà thời tiết Tết này rồi thì thôi chả dọn nữa, cứ để nguyên này đã.
qua Tết em sẽ làm việc. Còn nếu bác nào mua ngay trong buổi này thì em sẽ đổi logo, sau đó thì sẽ chỉnh sửa sau cho các bác. Cản trước này, đấy, sơn xi đồng cản. Xe vừa về nhìn trông nó luôn nhôm các bác ạ. Đây, ngay cả từ phần đèn đây này. Con này thì chủ độ thì như đúng rồi, thế nhưng mà có mỗi cái phần đèn gầm này không độ thì đúng là phí. Cái đèn này các bác bỏ ra số tiền chỉ khoảng hơn 2 triệu là các bác có một đôi luôn. Mắt lét nhá, mắt lét này. Hệ thống bi cầu phải đỉnh cao luôn. Hệ thống bi cầu một đôi pha và một đôi cốt. Quá là đẹp, ánh sáng trắng luôn nhá các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, rất đẹp luôn. Đấy, body được dán độ lên khá là nhiều. Đấy, cản body dưới này, các bác nhìn bộ body dưới này. Cản gió này, đấy, rất đẹp. Vâng, còn đèn trên này thì cũng có hơi dạn dạn một chút rồi, theo thời gian mà. Con này được 4 quả lốp Ford của Atlas thì lốp đẹp tuyệt vời rồi. La răng 19 inch, có cảm biến áp suất lốp đầy đủ. Vâng, hệ thống cửa của xe thì gương chiếu hậu đây. Và con này có cả cam lè luôn các bác nhá, cam lè này, gắn cam lè. Đấy, các bác đi rất là yên tâm luôn. Keo chỉ thì các bác cứ yên tâm là con này zin rồi, không phải đảm bảo các bác lo lắng gì luôn. Kính điện một chạm luôn. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Táp vi sạch sẽ. Rồi, vâng. Nội thất bên trong thì con này là nội thất màu kem, đã được bọc áo ghế rồi. Ghế của nó thì vẫn còn đẹp, nhưng mà nói chung là người ta bọc áo ghế để cho nó luột lạ hơn. Vâng, nội thất màu kem. Và ghế chỉnh điện hai ghế trước luôn các bác nhá. Đấy, nội thất thì tươi tươi, mới mới. Vâng, và có cả gối cao su non cho các bác đi những chuyến đi xa. Táp lô thì được dán lại bằng các cái da này hết rồi. Nói chung là con này thì sẽ phải về dọn dẹp khá là nhiều đấy. Nhưng mà thôi, một con xe đẹp như thế này không dọn đi nó phí. Và những người mà thích những cái dòng xe lằng nhằng khủ khoằm với em Vũ Duy Ô Tô đấy, thì thực sự đây là một chiếc xe tốt cho các bác luôn. Đấy, ghế da của nó vẫn còn đẹp, da được bọc áo ghế rồi. Đấy, xe nuột là luôn. Và các bác mua về những chiếc xe này thì các bác đi thì vừa đẹp vừa sang trọng mà giá lại rẻ. Vâng, giá ngon luôn cho các bác luôn. Đấy, và các bác chả phải làm gì, xe cứng cáp luôn. Hệ thống hậu led nhá, đèn hậu là led này, các bác nhìn này, mắt led rất nhiều luôn. Đấy, cảm biến đằng sau nhiều vây quanh. Và body đằng sau thì là body đôi ống xả hai bên. Đấy, xe thì không chê cái gì. Đuôi gió thì hơi bị cụt lủn một chút. Cái này thì có thể là tạo một cái đuôi gió to hơn. Đấy, nhưng mà cái này là đuôi gió thì nguyên bản của xe để lại. Đây là logo của nó ấy. Logo Cadillac này, cực kỳ đẹp luôn các bác. Vâng, một chiếc xe sang thương hiệu đến từ Cadillac và M Grand. Nói chung là em nhìn con này em mê quá rồi, chả biết làm gì thì đi ngó ngó nghiêng nghiêng. Rồi mở cốp đây này, con này thì vẫn mở cốp cơ thôi. Úi giời, mở cốp cơ thì ta kéo mạnh tay được một chút thì là ok ngay. Vâng, cốp con này thì nói chung là khá là rộng, một giống sedan. Úi giời, thế tấm che nắng che mưa. Vâng, vải phủ bạt của xe gấp hơi bị nhàu nát một chút. Thế còn lốp sơ cua thì đây, làm sàn dưới còn nguyên. Đấy, lốp sơ cua đây các bác. Đấy, vâng, sơ cua này. Và cái bộ này là bộ bơm hơi này. Bộ bơm hơi này. Đấy, kích lốp đầy đủ các bác nhá. Vâng, và cản sau đây, em cho các bác xem. Đấy, cản sau rồi, sơn xi ốc còn chưa ra này. Đấy, xe này các bác yên tâm. Vâng, dòng xe này trông vậy thôi nhưng mà đảm bảo cho các bác được là không có đâm đụng tai nạn ngập nước nhá. Xe còn nguyên đít luôn đầu luôn, không có đâm đụng. Đấy, các bác yên tâm rằng là mua xe bên em thì đã cam kết bằng chất lượng và uy tín. Thế nên là những bác nào mà mua thì cứ alo thôi. Vâng, ship xe đến tận răng công trình luôn cho các bác. Đấy, thế còn nói chung là em kết quả lốp này này. Đấy, các bác nhìn la răng đẹp như này mà chê đâu được. Một con xe mà nhìn bên ngoài tưởng tiền tỷ, nhưng nhìn vào bên trong thì hóa ra là chỉ có hơn 200 triệu. Vâng, con này hơn 200 nói vậy thôi nhưng mà nó cũng ship 300 đấy ạ. Vâng, những bác nào mà yêu thích cái dòng xe như thế này thì cứ điện thoại cho Vũ Duy Ô Tô. Bên em mình chuyên những cái dòng này rồi. Cứ thấy hở con nào trên thị trường mà bác nào cần bán là em thịt hết. Đấy, cửa đóng then cài rất nhẹ nhàng nhá. Body xung quanh xe chắc chắn vô cùng luôn. Đấy, tí có sang xong xe nát không nhỉ? Thế ấy bố trí chuẩn bị đây. Đấy, các bác nhìn ạ, vô lăng của chiếc xe thì đã được sơn rồi. Đấy, logo Cadillac xịn sò. Đâu cũng thấy logo Cadillac luôn các bác ạ. Vâng, đúng là hàng đẳng cấp đỉnh cao, được độ Cadillac full đồ luôn. À, ai chà, con này thì nó lại còn có cái bộ súp súp. Đấy, súp đây này. Em nói trước các bác nhá, không các bác lúc mà mua không thấy là các bác bắt đèn. Đấy, súp ở dưới này.
Ấy chà, cái này không quay được hạ gầm. Đây, súp ở dưới này. Đấy, thì bộ loa súp Pioneer các bác nhá. Đấy, cái đấy là em cứ bảo luôn cho các bác. Còn keo chỉ thì không chê rồi. Nói luôn cho các bác là keo chỉ thì không phải hỏi. Vâng, bên em bán gì chứ keo chỉ thì các bác cứ yên tâm. Đảm bảo cho các bác. Hôm nọ các bác ở trong thành phố Vinh bảo với em rằng là con xe này bị đâm cả trước này lên đầu. Thế là em hỏi là ai bảo bác thế, thì bác ấy bảo là thợ hãng. Thế là em mới bảo chứ nếu mà bác ở thợ hãng thì em hỏi bác ấy là bác ấy đi kiểm tra đầu cột đầu đít xem là nó có bị làm sao không. Nếu nó bị thì em xin xe em về. Thế là ông ấy nói xong thì ông ấy cho thợ kiểm tra lại. Sau đó ông không nói được câu nào nữa thì ông chuyển sang là thôi anh em mình bỏ qua cái vụ đâm đầu đâm đít, giờ chuyển sang bộ khác. Đấy, thế là các bác yên tâm. Bên em là có sao bán vậy thôi. Nói chung là xe kém thì bảo xe kém, mà xe ok thì bảo xe ok. Con này thì đánh giá được tầm khoảng 6 điểm so với chất của một chiếc xe. Thế nhưng mà thôi, tiền nào của đấy. Đã được xe số tự động này, đời này đời cao này, tiền thì tiền ít này. Thế thì hỏi thật các bác chứ bác mong muốn gì hơn nữa. Điều hòa lại còn auto nữa nhá. À, điều hòa auto, con này điều hòa mát lạnh luôn. Đấy, cái đấy thì các bác yên tâm, cứ dùng thoải mái tẹt bô luôn. Đấy, có rất nhiều hệ thống hiện đại trên chiếc xe này. Định vị Lavitel, chả biết là con này còn sim siếc thì không. Này, các bác ơi, có cả cái đồng hồ Cadillac này. Đấy, đồng hồ Cadillac đàng hoàng nhá. Ái chà, ô, cái đồng hồ này lột ra được các bác ạ. Ôi vãi, sợ quá, đồng hồ này lột ra được, ỉu. Đẹp, 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 em dính lại vào cái không mất hình, chết. Đấy, thế còn định vị của xe đây này. Chưa biết thế nào mà sao lại định vị nó lại lung tung thế này. À, con này bị tháo mất sim rồi, con này tháo mất sim rồi các bạn. Vâng, cái này thì bổ sung sau. Thế còn cần số này, trông rất lượt là luôn. Số má nhảy tanh tách. Đấy, cam lùi nhá, em bật cam lùi phát là có cam góc rộng luôn. Nhưng mà cái này là đang chổng lên rời. À, đấy, cắm xuống đất một chút nên là nó hơi bị thấp thấp như thế này. Và cái cam này thì nó thật các bác nào nó hơi kém. Cái này thì bác nào thích thì em thay mắt cam cho. Đấy, hệ thống đây. Đầu Pioneer này, còn nguyên bộ điều chỉnh của Pioneer này. Đây là súp bắp đầy đủ nha các bác nhá. Nghe nhạc sàn đập ùi ùi luôn. Và bác nào mà thích nghe nhạc thì mời các bác đến cửa hàng, em cho các bác nghe thoải mái tẹt bô luôn. Đấy, là chỗ logo Cadillac, nói thật các bác là đi đâu cũng thấy, ỉu phải luôn một con xe. Có cam lè luôn cho các bác này. Đấy, chứng tỏ là cái bác chủ này bác cẩn thận, bác lại cam lè ngay đây. Lại còn gương cầu lồi một đống này. Đấy, các bác bảo người ta quan sát mà người ta đã để như thế này thì các bác biết làm sao. Chưa tính là cam hành trình ở trên cái cam, trên cái gương chiếu hậu chống chói này. Ui xời, nhìn đâu cũng thấy logo Cadillac mới sợ. Đúng là độ full Cadillac, không phải là Cadillac tem nhãn này. Ui giời, chê vào đâu được. Em mở thử cửa nào. À chà 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 chà. Ồ biết vậy, lúc nãy em mở luôn từ lúc nãy rồi. Vâng, con này có đến 12 túi khí luôn các bác nha. À túi khí ở đây này. Túi khí bên phụ này, rồi túi khí cột luôn. 12 túi khí, các bác cứ tha hồ đếm đi. Đằng sau một bộ, ở ghế cũng là một bộ luôn. Đấy. Nói chung là nội thất các thứ thì cũng tương đối thôi. Con này thì tương đối chất thôi chứ cũng không chất hẳn đâu các bác ạ. Thế nên là các bác cứ yên tâm. Đấy, còn em sẽ ấn đèn nổ nhá. Chìa khóa thì có chìa khóa khiển cũng như là chìa khóa này. À, các bác này, đấy, ấn thử nha. Rồi, ta đèn nổ con xe này cái cho các bác nghe nhá. À chà. Con này máy nó rất là êm. Đấy, tua thấp ngay. Vòng tua xuống thấp ngay. Đấy, các bác thấy không? Rất nhẹ nhàng. Cực kỳ nhẹ nhàng. Đấy, máy rất êm. Đấy, cửa sổ trời lãng mạn. Tất cả các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Thôi em hạ cất kính vào cái không lại đấy. À, đóng rồi. Đấy. Thế là sạch sẽ vô cùng luôn nhá. Vâng, và những ai mà yêu thích chiếc xe này thì mời các bác hãy đến với Vũ Duy Ô Tô. Chân phanh này, phanh an toàn. Đấy. Rồi, em sẽ mở lắp cabo lên cùng các bác xem chất của con xe này. Con này thì động cơ máy Nhật rồi. Thế nên là về chất thì em nghĩ các bác không cần phải lo lắng luôn. Vâng, động cơ máy Nhật chạy cực kỳ bền lành. Ui xời, cái chống thủy lực của nó thì hơi kém rồi. À, thưa các bác, con này thì sử dụng động cơ em công nghệ Mivec 2.0. Mức tiêu thụ nhiên liệu có khoảng tầm 7 lít đến 8 lít rưỡi trên 100 cây. Máy thì khô ráo bền lành. Và con này thì hỏi máy còn zin hay không thì còn nguyên zin nữa các bác. Máy còn zin nguyên nhá. Không có lỗi lầm. Ắc quy dày dặn khỏe khoắn.
đầu cản này các bác này, đấy đầu sườn này, tai đèn này, hệ thống tai đèn này, đấy sườn đầu bên này cũng thế này, răng này. Xe này thì các bác yên tâm là không có đâm đụng nhá, vâng, không đâm đụng, keo chỉ còn zin. Những bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì hãy điện thoại ngay cho Vũ Siêu Ô Tô. Vâng, con này có quả cabu phải nói là quá nặng. Vâng, những ai quan tâm đến chiếc xe đẹp như này thì alo cho em Vũ Siêu Ô Tô và em sẽ bật pha. Đấy, chả còn hiển thị đồng hồ điện tử, công tơ mét điện tử này. Ai chả chả bật pha luôn. Đấy, mời các bác thẩm chiếc xe đẹp này. À, con này có chế độ đèn auto, bật quá lên cái là nó thành auto rồi. Đấy, đây này các bác này, em hỏi thật các bác, kiếm đâu ra được con xe mà đẹp như này đâu. Hệ thống đèn led của nó này, siêu siêu sáng nhá, xén trắng luôn. Đấy, ban ngày mà nó còn sáng như này mà, chưa tính là led trên led dưới nhá các bác nhá. Đấy, cực kỳ đẹp và một chiếc xe tuyệt vời. Giá thưa các bác chỉ loanh quanh từ 200 đến 300 triệu. Những bác nào mà yêu thích chiếc xe này có thể giảm giá kịch sàn cho các bác luôn. Vâng, những ai quan tâm đến mẫu xe đẹp mà không chói lóa hãy đến với Vũ Duy Auto. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Vũ Duy Auto rất là nhiều trong thời gian qua. Vâng, cảm ơn các bác. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác tìm cho mình được những chiếc xe yêu thương, một chiếc xe lăng nhăng, khu khoang, đẹp và không có hề đối thủ trong tầm giá. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tại Vũ Duy Auto. Vâng, chúc các bác một cái Tết vui vẻ, đầm ấm trên người thân và gia đình. Xin chào tạm biệt.